Đầu tư thua lỗ, anh Tuấn kẹt vốn làm ăn, cần xá gấp căn nhà phố với diện tích ngang 4, độ dài 15 m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Một trong những sản phẩm nhà phố vị trí trung tâm, giá mềm trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này thì có diện tích ngang 4, độ dài 15 m, được xây mới, nằm trong khu phân lô đồng bộ đường xe hơi thuộc trục đường Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí thì ngay chợ Gò Vấp nha mọi người. Vị trí này thì cách trường Đại học Công nghiệp 4 khoảng tầm 500 m thôi. Quý vị di chuyển đi lại khá thuận tiện. Đường trước nhà 5 m, đường nhựa, khu phân lô nhà lầu đồng bộ cao cấp. Và vị trí này thì cách mặt tiền đường chính đường Nguyễn Thái Sơn khoảng tầm 100 m thôi nha quý anh chị. Một khu nhà lầu đồng bộ giá tốt đang được Huy Hùng chào bán và gửi đến đại đình mua nhà trên hệ thống kênh YouTube Nhà đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Căn nhà này thì có hướng Tây Nam, phù hợp cho đại đình mình, thuộc mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Quý vị đang cùng em Huy Hùng ngắm nhìn mặt tiền, mặt chính của căn nhà phố trong buổi chiều ngày hôm nay. Căn nhà với kiến trúc thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Nhà thiết kế có sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và căn nhà này thì đang được chủ nhà chào bán với giá giảm sốc 1 tỷ đồng bán gấp, do chủ đầu tư thua lỗ, kẹt vốn, trả nợ nên giảm sốc để bán gấp và thanh toán nợ nần nha quý vị. Căn nhà chúng ta thì được chủ nhà thiết kế có sân đậu xe máy, gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và chủ nhà sẽ tặng kèm chúng ta full nội thất khi mua. Quý vị sẽ cùng em di chuyển vào bên trong căn nhà. Nhà này thì thiết kế có một lớp cửa cổng, một khoảng sân đậu xe máy, một lớp cửa chính, lớp cửa nhôm Xingfa, một khu vực đậu xe hơi với sàn ốp gạch 80 và hai bên tường ốp gạch tường nâng cao 1,2 m. Trên trần thì có lửng nên không gian rất là thoáng và sáng. Gia chủ sử dụng đèn bung tuyết bên trên kết hợp với đèn trần và trần thạch cao. Không gian căn nhà có lửng này thì sẽ rất là thoáng và rộng hơn so với những căn nhà không có lửng. Và quý vị sẽ đậu được xe hơi trong nhà nhé. Giá bán chủ nhà đang cần tiền giảm sốc chỉ còn 7 tỷ 480 triệu đồng thôi. Quý vị quan tâm thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Giá bán lỗ tới 1 tỷ đồng do chủ nhà làm ăn thua lỗ, kẹt vốn trả nợ nên cần thanh khoản gấp. Vị trí thì quá đắc địa luôn, nằm ngay trục đường Nguyễn Thái Sơn, ngay sát bên chợ Gò Vấp và cách trường Đại học Công nghiệp 4 khoảng tầm 500 m thôi. Và di chuyển về phía sau thì quý vị sẽ thấy sân sau dính trời và phòng vệ sinh. Căn nhà này thì chủ nhà thiết kế với 5 phòng vệ sinh và bố trí cho mình full nội thất. Quý vị thấy dưới tầng trệt có bàn ăn, 6 ghế, tủ bếp trên dưới, khu vực để tủ lạnh 2 cánh. Những bức tường được ốp nhựa, ốp tia gạch trang trí lên cao full trần rất là đẹp và cao cấp. Và quay ngược ở đây thì quý vị thấy có sân đậu xe máy bên ngoài và gara xe hơi bên trong, ở khu vực không gian lửng. Và di chuyển lên trên lầu một, khu vực không gian tầng lửng thì quý vị sẽ đến với không gian phòng tiếp khách khép kín trên này nhé. Một không gian phòng tiếp khách rất là đẹp, được chủ nhà trang bị sẵn nội thất cho quý vị khi mua. Và chúng ta đang di chuyển lên không gian phòng tiếp khách này. Phòng tiếp khách ở đây thì chủ nhà có làm sẵn sofa, tủ kệ tivi và có cửa sổ ra khu vực giếng trời, tạo nên không gian phòng khách vô cùng thoáng. Phòng khách ở đây thì chủ nhà cũng có sẵn ống máy lạnh để quý vị có thể gắn máy lạnh chúng ta sử dụng khi mà chúng ta làm việc ở phòng khách nhé. Và di chuyển lên bên trên thì quý vị sẽ cùng em Huy Hùng đến với không gian kiến trúc thiết kế 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ thì chủ nhà đều bố trí full nội thất cho quý vị khi mua. Và căn nhà này thì vị trí rất là đẹp và đắc địa. Có rất nhiều cô bác anh chị đang hỏi Hùng có những căn nhà nào mà nằm ở ngay chợ Gò Vấp không? Thì đây là một trong những căn nhà đáp ứng cho quý vị nhé. Căn nhà này thì nằm ngay sát chợ Gò Vấp, thuộc trục đường Nguyễn Thái Sơn, ngay ngã tư Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi, thuộc phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí này thì quý vị di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm chưa đến 10 phút và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 15 phút theo trục đường Phạm Văn Đồng thôi. Và chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ này thì có vệ sinh trong với bồn tắm vách ngăn, bồn cầu nguyên khối và lavabo rửa mặt. Và ở đây thì quý vị thấy có giường ngủ này, tủ áo. Và phía sau đây thì quý vị sẽ có phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ này thì cửa làm bằng cửa gỗ đỏ. Ở đây thì quý vị cũng có giường ngủ 1m8, chăn ga gối đệm, chưa có chăn ga gối đệm, có bàn trang điểm, có khu vực gắn máy lạnh, có tủ áo rộng và có tủ kệ tivi, cũng như là phòng phía trước thì chúng ta sẽ có cửa sổ và cửa ra ban công nha quý anh chị. Khu này đồng bộ gồm khoảng tầm 15 căn nhà nha quý vị. Và ở đây Huy Hùng đang chào bán 3-4 căn. Quý vị nào đang tìm mua nhà thì có thể gọi trực tiếp cho em Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước này. Căn nhà mình thì có 4 phòng ngủ. Liên hệ xem nhà bên nhà đất Huy Hùng, quý vị sẽ được rẻ hơn những kênh bán nhà khác từ 200 đến 500 triệu đồng và được xem sổ hồng, xem giấy tờ liên quan đến căn nhà cũng như được hỗ trợ làm giá tốt khi mua. Quý vị nào đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, quan tâm đến những sản phẩm nhà đẹp, giá tốt trên địa bàn quận Gò Vấp và quận 12 thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu những căn nhà phố trên địa bàn quận Gò Vấp và quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Rất nhiều sản phẩm nhà ngộp giá tốt, giá rẻ đang được chủ nhà đại hạ giá để gửi đến đại đình mua nhà trong dịp mà giá nhà đang rất thấp này. Quý vị mua ở thì phải nói là một trong những thời điểm vàng để quý vị có thể sở hữu được một trong những căn nhà và an cư lạc nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một thời điểm rất là tốt để quý vị chúng ta có thể mua nhà nhé. Và lãi suất ngân hàng bây giờ thì cũng giảm thấp rồi, chỉ có 8 chấm, hơn 8 chấm thôi. Quý vị mua nhà thì cũng có thể vay ngân hàng với lãi suất thấp và sở hữu được căn nhà đẹp, giá tốt. Giá bây giờ thì đa số các anh chị chủ nhà đang giảm sốc để thu hồi vốn. Quý vị nào quan tâm thì alo đến Hùng để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí cũng như được xem những căn nhà ưng ý và gặp trực tiếp chủ nhà để thương lượng giá cả nha quý vị. Và di chuyển lên bên trên thì quý vị sẽ cùng em đến với không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và quý vị đang đến với một trong những căn nhà giá mềm, giá ngộp với diện tích là ngang 4, độ dài 15 m. Và chủ nhà đang thở oxy, giảm sốc 1 tỷ đồng bán gấp. Vị trí thì quá đắc địa, nằm trên trục đường ngay ngã tư Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi thuộc phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí này thì ra khu vực sân bay khoảng tầm 10 phút và đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 15 đến 20 phút thôi. Sát bên là trường Đại học Công nghiệp 4. Quý vị quan tâm đến căn này thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Giá bán là 7 tỷ 480 triệu đồng còn thương lượng và hỗ trợ vay ngân hàng. Chúng ta đang đến với không gian của phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau nha quý vị. Quý anh chị quan tâm căn này thì alo trực tiếp đến số hotline của Huy Hùng đang hiện thị ngay trên màn hình nhé, để được tư vấn và đi xem nhà miễn phí. Nhà đất Huy Hùng còn rất nhiều sản phẩm nhà đẹp, giá tốt trên địa bàn quận Gò Vấp, quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cho quý vị chúng ta đến tham quan và sở hữu. Đây là một khu nhà lầu đồng bộ, hẻm xe hơi và giá tốt nhất quận Gò Vấp. Nên là quý vị nào thấy video căn nhà này hãy bóc máy và gọi ngay cho em Hùng để đến tham quan trực tiếp căn nhà nhé. Giá bán là 7 tỷ 480 triệu đồng và còn thương lượng với chủ nhà, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60 đến 80%. Lưu ý mọi người, chủ đang ngộp nên quý vị đến xem nhà khé trả là chủ nhà sẽ bán nhé. Nhà đất Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.